Vâng, có anh Thắng, anh ở Hưng Yên, anh lên xem một bộ cầu hình karaoke gia đình. Vâng, để chờ Tết đi ạ. Vâng, anh đi xe buýt lên bến xe Gia Lâm và anh đã gọi điện cho bên Zika đâu và nhân viên ra đón trực tiếp anh ở bến xe. Vâng, và đã đưa anh đến Zika đâu để trải nghiệm một bộ da. Vâng, anh đã xem trong những buổi livestream trực tiếp. Vâng, anh Thắng, anh ở Hưng Yên đấy ạ. Vâng, bao gồm một đôi loa cây Kenwood và cây Kenwood và một cái đẩy CD Acoustic MA 2600 và một cái vang cơ lai số Quigot K10BL và một cái lưng tiếng CB600 và một cái mic Shure UGX 20 25A. Vâng, mới bộ cấu hình như thế này thì các bác có thể khai thác với những không gian rất lớn, hầu như là không cần trầm. Đây là bass Kenwood 325. Cái này nó sẽ chuyên biệt hơn anh ạ. Cái này nó nghe nó mạnh hơn. Hàng này bây giờ gần như là thích. Tính nhau có mấy trăm thôi anh? Mình thích cái con đấy. Đang hát là nhà karaoke cho anh Thắng ở Hải Dương, anh ở Hải Dương. Vâng, một loa cây Kenwood, một cái đẩy MA 2600 CD Acoustic và một cái vang Quigot K10BL và một cái mic Shure UGX 20 25A đang trình diễn. Vâng, vấn đối như thế này các bác có thể chơi Tết vô tư rồi ạ. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Vâng, nghe nhạc của hát karaoke. Vâng, anh Thắng đã chọn lựa cho mình. Vâng, sau đây bên em sẽ ghi hóa đơn cho anh Thắng ạ, để anh về Hải Dương sớm. Vâng, anh đã lên đây cũng khá là vất vả. Vâng, những cái live stream trực tiếp của Zika Audio mà anh đã biết đến với Zika Audio với một cấu hình cực kỳ là tốt. Anh Thắng, anh ở Hải Dương, anh đã lấy cho mình bộ cấu hình rồi ạ. Vâng, một bộ cấu hình gồm đôi loa cây Kenwood và những cái đẩy CD 2600 và những cái vang K10BL. Vâng, chỉ một nốt nhạc thôi ạ. Vâng, anh đến và anh về chỉ trong vòng tầm 15 phút và anh đã nghe vì chất lượng nó quá là hay. Vâng, bên em sẽ chở ra xe cho anh, sẽ ra bến xe Gia Lâm. Vâng, anh Thắng đi ạ. Vâng, rất cảm ơn anh.